Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mới có tên là Horizon Zero Dawn. Và như các bạn đang thấy đây, và mình chỉ còn khoảng 30 giây nữa là sẽ unlock được cái game này. Nhưng mà trước tiên hết thì mình có một cái cho bạn coi, đó chính là The Art of Horizon Zero Dawn. Đây chính là một cái thể loại kiểu như là một cái sách mà theo dạng digital. Khi mà bạn mua cái bản giống như là bản The Collector, bản sưu tầm, thì nó sẽ tặng cho bạn một cái cuốn sách nhỏ và bao gồm cho nó những cái gọi là hình ảnh và những cái gì đó liên quan tới game mà lúc nó ra mắt. Vì vậy này chúng ta đã bắt đầu mở chúng ta rồi. Game này vẫn chưa, lâu lâu cũng bỏ khóa thôi. Đây, chúng ta đã vô được game rồi. Nó hiện cái ổ khóa vậy thôi chứ thực chứ nó vẫn vô được. Tại có thể là do là mạng này là chưa cập nhật kịp. Thì đây là có thể là mình sẽ ngó qua cái này trước rồi mình sẽ vào game sau. Ok, để vô coi thử coi. Cái khúc này là bị cấm không cho coi. Ok, game này cũng đã chính thức cho chúng ta chơi rồi. Ok, đâu rồi? Download Art. Mấy cái này là bản mà khi bạn mua bản mà bên ngoài bạn có hộp bản vật lý, nó sẽ cho bạn một cuốn sách. Có thể là trong đây sẽ nhớ những cái tấm ảnh mà về trong game sẽ có theo kiểu artwork thì ở kiểu cũng khá là hay. Bây giờ nó làm theo một kiểu hình dạng như thế này, nó cũng khá là thú vị. Ok, Eclipse Sunfall Bunker Machine. Tức là mình sẽ không chiếu này nhiều đâu, nhưng mà mình nói sơ sơ, nếu bạn nào mua cái định mua cái bản Digital Deluxe thì bạn sẽ được cái này. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu vô game chính thức luôn. Và một khoảng thời gian qua mình cũng biết là các bạn cũng khá là mong đợi cái tựa game này nó như thế nào. Và mình cũng rất là mong đợi tựa game này. Và mình cũng hân hạnh rất là vui và được giới thiệu các bạn tựa game này. Và hôm nay chúng ta sẽ quay tựa game này. Mình hiện tại là mình rất là háo hức tới cái lúc mà nó ra game tới bây giờ, giới thiệu tới bây giờ. Và đây là có thể là theo mình thấy những cái review gần đây thì đây là một trong những game có thể nói là đồ họa rất khá là ổn của bên PS4 tới thời điểm bây giờ. Đây đúng như là một cái tát thẳng vào mặt Microsoft vậy. Theo mình nghĩ cá nhân là vậy, vốn dĩ mình cũng thích Microsoft, nhưng mà phải nói là những game gần đây của PlayStation, của Sony quá đỉnh. Xbox thậm chí là các bạn có thể thấy là những cái dự án mà độc quyền của bên Xbox như là Scalebound hay là Fable Legend cũng đã bị dẹp bỏ rồi. What's that now? Don't like the cold? Can't stand today. We have a ritual to perform, you and I. Here. Wear this. It belonged to my daughter. Good. Today, I speak your name, girl. Will the goddess speak it back? Normally, it would be the mother who declares, if you had one. The whole village would attend, and matriarchs perform the ritual, but we are outcasts. Even so, we keep the tribe's rituals. Otherwise, we might become like the faithless old ones who turned their backs on the goddess. But their wickedness doomed them. To us, were left the splendors of creation. Beasts of air, water, earth, and steel. One thing to hunt a beast, another to hunt a machine. You must be humble and respect their power. I will teach you this one day. Mm-hmm.
Tirsa, what is she doing here? Does she mean to forbid the ritual? No, 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 off your knees. It's nearly time. And yes, you may speak to me. You came to bless the naming. Have not 6 months gone by since we entrusted her to you? But we are outcasts. You by choice. And she, well... I am a high matriarch, Rost. I bless whom I choose. Then you honor us. Yes, yes, now go and be ready to declare. Go! Oh, Mother, this child needs a name by which to know her. That your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name! Aloy! And so her name is blessed. Stop this at once! What have you done? I've blessed the naming of a child. Stubborn woman, you call that curse a child? What did she tell you about his birth, outcast? Answer! I've done only what you asked. To raise it, yes. We said nothing of love. Enough! And you, blessing its name like it was one of the... I know my duty to them. And to you. Without consultation. I'm here. And wherever you go, I will follow. Má đẹp vãi luôn. Đây là cái intro đẹp nhất mà có thể nói là từ trước mình từng coi luôn. Và như là mình cũng đã nói rồi, đây là đúng là một cái cú tát thẳng vào mặt Microsoft. Tỉnh ngủ đi Microsoft. Game của PlayStation càng lúc càng đẹp, và chúng ta còn rất là nhiều từ game khác như Death Stranding, rồi một số game như là, nói chung là về bên PS4 cũng như God of War kiểu cũng đang chuẩn bị tới rồi, cho nên Microsoft cũng nên chuẩn bị tinh thần là vừa. Và Horizon Zero Dawn là một trong những từ game độc quyền PS4 mà mình thấy là rất là đẹp. Nếu bạn nào mà coi mà với cái chất lượng mà mình quay với một cái chất lượng mà bạn coi chơi quay ngoài thì bạn sẽ thấy nó khác nhau rất là nhiều, và nó vốn dĩ là mình quay cũng nói chất lượng cũng khá là cao, nhưng mà có thể nói đây là nếu bạn nhìn ở ngoài nó còn ác liệt hơn thế nữa, đặc biệt là những bạn nào chơi PS4 Pro. Hiện tại là mình vẫn đang chỉ chơi cái tựa game này với cái PS4 bình thường của mình thôi, và mình cũng chưa nâng cấp lên PS4 Pro, nhưng mà có thể nói là mình có test và một số thứ có coi bản test thì này nọ, thì PS4 Pro với PS4 cũng không khác nhau là mấy. Tuy nhiên nó cũng PS4 Pro thì nó mạnh hơn ở chỗ là nó chơi được 4K, và nó sẽ có cho sự khác biệt về cái cách mà tạo dựng hình ảnh đồ họa nó như thế nào khác hơn một tí, nhưng mà không sao, thì với bản PS4 này chúng ta vẫn có thể làm chủ từ tình huống và nó cũng không khác hẳn là mấy, cho nên các bạn hãy yên tâm về chất lượng mà mình có thể đem đến cho các bạn. Ok, và chúng ta sẽ không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ vô game luôn. New game cái đó. Normal đây. The gatherer, aren't you, little Rost? Now go and see if you can find some more. Hmm? Well done. That's a good boy. Children, come with me. She's an outcast, to be shunned.
There. Oh, come on. Một món quà đến từ quá khứ. Ok, và nãy giờ các bạn cũng có thể là đang thắc mắc tại sao nhỏ này nó bị ruột bỏ như vậy. Thì nãy các bạn coi cái hút mà cutscene ban đầu, bạn cũng thấy là outcast giống như là kẻ ngoại tộc vậy á. Và người ta xem con bé này giống như là một cái sự nguyền rủa vậy á. Going to the cave. Thì họ không công nhận bố đó là người trong tộc, và con bé này cũng vậy. Và khi mà bà kia bả kiểu như là blessing, là kiểu như phù hộ cho con bé này, thì cả dân làng người ta cũng không ủng hộ cho lắm. Còn bây giờ thì sau 6 năm rồi, rồi cũng mình cũng biết là cha của con bé này như thế nào và ra sao nữa. Và chúng ta sẽ bắt đầu, và chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vấn đề đó. Và nếu bạn nào cũng đã coi cái trailer của cái tựa game này rồi thì bạn cũng sẽ có nhiều cái câu hỏi giống như mình. Đó chính là mình đã coi qua một số phần của trailer, giống như là các bạn sẽ thấy một phần, bạn sẽ thấy một thanh niên da đen cái kiểu, mà không hiểu tại sao lại xuất hiện trên một con tàu giống như con tàu ngoài vũ trụ, và tại sao là mấy con quái vật nó lại có khả năng giống như nhìn nó giống như mười mấy vậy. Và trong khi các bạn trong một thời trung cổ hay là gì nó cũng không rõ nữa, có thể đây là cái tương lai xa khi mà con người nó không còn nữa, nhưng mà cổ máy nó vẫn phát triển này nọ kiểu, và con người đã diệt vong hoàn toàn chẳng hạn như vậy. Nói chung là có nhiều cái giả thuyết lắm, mình cũng chưa có rõ này vấn đề nó ra sao, mình cũng chưa đọc cái phần cốt truyện nó như thế nào, cho nên có thể là chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây về những tập tiếp theo. Và với cái tập đầu tiên này của mình thì mình cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ rất là nhiều, và mình cũng mong là khoảng trên 200 like cho cái tập này. Và các bạn hãy like và share nếu bạn nào thích cái tập này nhé. Ok, chúng ta kiểm tra cái vật này. Một cái bị lạ. Lights everywhere. How does it do this? Whoa. Bấm bấm R3 để bật cái focus tập trung á. Ooh, đã phết. Nhìn ngầu phết đấy chứ. Oh man, chất vậy. Còn cái máy này là gì đây ta? Mình cũng không rõ nữa. Mình đâu có tương tác được đâu phải không ta? Lúc mà mình bật cái bấm cái nút mà cái bấm cái này lên, cái touchpad của mình nó cũng phát ra tiếng, cũng khá là thú vị. Như nó đổi màu luôn thì phải, hình như không. Nếu mà đổi xem một tí mình hay biết mấy ha. How do we get it open? More lights. Chúng ta phải scan the room. Mình kiếm xem có cái gì mở được không ta. Rồi lúc cái là mình bật cái này thì mình không có chạy được. Ồ,
Một phải tắt đi thì mình mới chạy được, chứ không là đứng luôn. Scan the room, có gì trong đây đây? Hunger door. A shape. Ờ, ok, chúng ta scan xong rồi, giờ chúng ta scan cái này. Hololock. Chúng ta bật cái này lên ngược chiều kim đồng hồ, hoặc là theo chiều kim đồng hồ. Theo chiều kim đồng hồ thôi. Mình cũng chưa hiểu cái vấn đề này lắm. Tức là bây giờ nó có, nó chỉ sang bên trái nè. Nó chỉ sang bên đây thì sao nè. Ôi, it changed color. Ôi, mình bấm đại thôi mà cũng dính nữa. Mình chỉ xuống đại mà ai ngờ nó cũng dính. Cũng lạ với mình, cô không biết chuyện gì sẽ ra. Ok, có lẽ mấy chúng ta sẽ được cái giải thích rõ ràng hơn về cái vấn đề này. À, cho tôi cùng giống như cái miếng đỏ đỏ của cái này hay sao ta. Nói chung mình cũng không rõ nữa. Mà chỗ này là mình nhớ đến mấy cái game giống như là bắn người ngoài hành tinh á, mấy cái khu này nè. Na ná là giống thôi, ý là chứ không phải là nó giống hoàn toàn. Giống mấy trò như Dead Space rồi Mass Effect cái kiểu. Có lẽ tháng 3 chúng ta sẽ có Mass Effect Andromeda nữa. Mình đang xem xét là mình có nên quay từ game đó hay không. Xong bấm nút bấm gì. It's got a device. The one I found. Like the one I found. You think I want it this way? It's the best I can do. He's right behind you. Hi! Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Show me again. I can do. He's right behind you. Hi. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Happy birthday, Isaac. Con bé này, con bé khá là thích cái vấn đề này. Vấn đề, mình cũng biết tại sao là ba nó đi đâu rồi và cũng không biết là ba nó trong những 6 năm vừa qua ba nó đã làm cái gì. Nhưng mà con bé này cũng rất là cần tình thương luôn á. Thấy tội lắm luôn. Mình cũng không biết nó phải nói sao nữa. Rồi lại chúng ta sẽ biết mọi chuyện dễ dàng hơn khi mà chúng ta chơi qua khúc này cái đã. Thật ra mình cũng không biết đi đâu nữa, nhưng mà Why did they die? What happened to them? Lock Skylar Rivera voice lock. Rồi cái này chắc mình cũng không cần phải nghe đâu ha. Cái này bắt đầu bây giờ mình cũng đã hiểu chuyện hơn một tí rồi. Cái này nó giống như là một cái con tàu đâm thẳng xuống mặt đất hay sao, mình cũng không rõ. Nhưng mà mình nghĩ là vậy. Và như mà bạn nói là happy birthday này nọ. Thế mình nghĩ là người tiền sử chắc cũng đâu biết mấy cái vấn đề này đâu ha. Thậm chí là ông bỏ cái nón mà kiểu nón sinh nhật lên đầu thì đảm bảo là hồi đó là không có rồi. Cái hồi mà xa xưa chắc chắn là không có rồi, nhưng mà cổng là người từ tương lai, mình nghĩ là vậy. Lại là giải thích hơn một số vấn đề. Oh, mother be praised. Come girl, take my hand. You don't belong down there. Come. Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that on your face? Nothing. Did you find it down there? No. Give it to me. No. Aloy, such things are dangerous. No! Survive in the wild. Come, Aloy. Home now.
But starting tomorrow, you will learn to hunt. Muttering to that plaything. We descend to the valley now. Follow. The wilds can be dangerous, Aloy. You will need to stay close and do as I say. I know. Now. You're still scratched up from that fall you took yesterday. So let's start there. Take this medicine pouch. I'll show you how to fill it. See this plant over here? Yo, cuối cùng chúng ta đã được đi săn bắn rồi. Và có lẽ là hôm nay giống như là tutorial hướng dẫn cho bạn chơi á. Okay. Hey, ta được một cái cung. Come now. Gather the berries. Cái này là chắc là đồ để craft này nọ kiểu ha. Hoặc là máu me gì đó. Medicine pouch. Bấm nút trên để tăng máu. Chúng ta bị thiếu máu nào đó lên nó. Lesson of the Wild. Bài học từ sự hoang dã. Thế để đợi con đi ra. Con bố như vậy cũng sướng đó chứ. Cũng vui. Bố vậy đi săn bắn cái kiểu. Và cái thiết bị cái này càng lúc càng thấy ghê ha. Biết cái nó nhận dạng cái gì là cái gì luôn. Cũng kinh thể. Không phải dạng vừa đâu. Mình coi là mình còn chọn gì nữa không ta? Rose Human. Oh, nếu mà nó phân tích được vậy là cũng có vấn đề lắm luôn. Further down river. Chúng ta cứ đi từ từ đi ha. Ngắm cảnh phong cảnh ở đây. Oh, đẹp quá. Công nhận chiếu ánh sáng kiểu. Theo mình nghĩ cá nhân thì thậm chí đến mấy cái game mà AAA trên PC nhiều lúc cũng không thể làm như vậy. Nhưng có một cái nhưng mà một cái mặt không hay nhất của những cái game trên PS4 đó chính là nó vẫn chỉ được có 30 FPS mà thôi. Đó mới là vấn đề. Tall Rush, nếu mà bạn đi vào mấy cái bụi cỏ cao thì bạn sẽ được che và tụi nó sẽ không thấy. No, Aloy. Such machines are called Watchers. You must learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds, I will show you. Listen close and do as I do. Stay still. Wait for it to pass. Những con như vậy nó sẽ gọi là the watcher, những kẻ trông coi, những con trông coi. Now keep low. Và chúng ta sẽ đợi cho những con này nó đi ngang qua. Và chúng ta sẽ đi theo bố rồi. Nếu chúng ta muốn sống sót trong hoang dã như thế này. Và tộc của chúng ta coi hai bố con chúng ta là Alcas. Nãy mà mình còn cứ tưởng là chúng ta sẽ không được gặp ông bố, nhưng mà hơn là chúng ta có ông bố vẫn chia dạy cho chúng ta. Con này cái cấu trúc nó ngộ ha. Cái những game thế này, ý tưởng nó khá là hay và độc ấy chứ. Những cái game bây giờ nó như Call of Duty, chúng ta bị lặp lại ý tưởng quá nhiều. Và nó không còn gọi là những cái gì original nữa, không còn nguyên thủy nữa. Tại những cái bình cũ rượu mới càng lúc càng chán, như điển hình bạn thấy cái Call of Duty đó. Thì một trong những game này giống như cái làn sóng mới, cũng như chẳng định là cái tên tuổi của thằng PlayStation vậy. Khá là hay. Hoặc nếu đã làm game trước thì phải làm game những game trước mà như The Last of Us á. Nếu có phần 2 người ta cũng mua, hoặc là Red Dead Redemption chẳng hạn. Ok, chúng ta đi bình thường được chưa? Hey Dad, where are we going? You did well. They didn't see or hear you. Stealth symbol là có hồn có mắt. Và cái đó là nó sẽ cái gạch ngang nó sẽ cho các bạn biết là nếu các bạn có thể bị phát hiện bao nhiêu giống như game từ game như là Far Cry nữa kiểu thì nó sẽ có mức độ thông báo cho bạn. Who's that?
ignore him. But why is he up there? He's smiling at us. Deb! Get back where you belong! Deb! Where are you? Ignore him. We are outcasts and he is of the tribe. Maybe he doesn't like the tribe. Then he is a fool. Come now, let's find that herd. Mình cũng không hiểu tại sao là nguyên cái tộc này nó bỏ ông này ha. Cái thằng đó là hàng trung tộc mà chúng ta không được phép tiếp xúc đó. Mấy người này cũng resist bỏ mẹ ra. Oh what the fuck. Đụng một phát gãy luôn. Cây nó còn rơi rơi nữa nè. Ôi chúng ta chỉ né vậy thôi chứ không có bắn gì hết nè. Chán gì. Có mấy con bên kia kìa. Bắn nó được không? Follow Ross. They're gonna Strider. Những con này gọi được gọi là Strider. Những con này không biết có hiền không? Ờ, mấy con này nó hiền. Chúng ta sẽ hù nó được. To show you how some machines startle easily if they detect you and run away. They're best approached by stealth. Nó chạy mất tiêu rồi. Don't worry. We'll catch up with them further down the valley. Đi lượm đá kìa. Hay gì lượm nấy đi. Có đá cũng vui. Tối về tung hứng được. Ê, đợi tí. Đi lượm đá thôi mà. Đây. I want you to find some rocks. Some rock that fit your hand. À, nó kêu giùm mình đi lượm đá, mình đi lượm đá nãy giờ rồi. Bố tiện đứng lại à. Xong đi nè, mình lượm đá quá trời luôn nè. Lượm đá đi chầu với bạn gì. Đó. Show how much sound you making. Rồi, cái này mình biết rồi, cái này là mình có đọc rồi. Quá trời đá luôn. Nãy mình còn lượm được máu nữa chứ. Mấy cái này, cái với hộp máu nó sẽ hiện thành cái khanh màu xanh lá cây. Và nó sẽ hiện bao nhiêu phần trăm, chứ không nó hiện theo ví dụ như là bạn chơi mấy trò như Far Cry nữa. Là một cục nó sẽ hồi bao nhiêu thanh máu, ví dụ vậy. There's the herd. All right. It's time to throw some rocks. But rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them. Draw them into traps. Like that watcher over there. It must be dealt with. Or it will warn the herd and send them running before we get in range. Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy. Unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Wait for my signal. Và ông bố mình kêu là chọn mấy cục đá để gây sao nhãn. Throw a rock near me. Ok. Bố cần tim. Bố mình cần tim. Có bố đỡ ghê. Một mình bố cần tim. Come girl, it's safe now. It's safe now. Đó, chúng ta đã an toàn rồi. Loot the watcher carcass. Harvest the kill so I can teach you how to make arrows. Lấy đồ đây. Rock không vậy? Tụi tàn bàn đá không vậy? Chúng ta có metal shard, có sợi dây. Take hết, lấy hết. Gather stalks of ridgewood from the plants. Rich wood gì đây? Giờ ông kêu là mình phải lấy mấy cái này, chắc là để làm cung tên đi. Biết ngay là thế nào cũng làm cung tên, tại vì nãy mình có cái cung mình chưa có đạn, có kênh, có cái tên để bắn thôi. Nhưng mà chúng ta phải craft nào chúng ta bắn được ở đâu chứ? Craft càng nhiều càng tốt. Nghĩ chắc craft cũng dễ thôi. Hết rồi. Sao không cho craft nữa, đủ đồ mà. Grab nè. À, một lần tới 20 cái lận. Một lần tới 20 cái lận. Nè, không, 10 cái sao mình grab là 2 lần. Ô, nhìn đã vậy. Ồ, tag được luôn. Ồ, mình tag được luôn nè. Mặc dù nó chưa có chỉ gì hết. Nhưng mà thôi gọi cứ tag sẵn để đó đi. Stay low in the grass. And be quiet. It's time to make your first kill, Aloy. Strider, one of the weaker machines. But even a weak machine can kill a hunter if she's careless. You must study her. Its hide is thick,
but there are spots where it is vulnerable. Like its eye. Can you guess another? Không biết tại sao một cái cung tên bằng gỗ có thể bắn chết mấy con này được. Nhưng mà mấy con này nó lại có điểm yếu nha, điểm yếu màu vàng gì vậy. Focus. Và nó đều con, tất cả con nào cũng có điểm yếu, giống như là cái con mắt của nó. Thì chúng ta bắn màu vàng à. Kill a Strider. Stop playing games. Now take down that Strider. Target the eye or the camera. Again! Keep firing! Ồ, một cái cung tên gần gỗ vậy nó cũng cao. Ê, mà cái cảm giác nó bắn nó đã quá. Kéo ra bắn chứ, kéo ra bắn cái. Đã vậy. Please. Để xem con này có gì đây. Sparker, Sparker. You have much to learn. Sparker cái gì? Tomorrow, follow we Ross. Train again. What was that? Rồi, chúng ta đi đâu nữa? What was that? The boy. The one running the brave trails. Follow Eloy, quick. Rồi. Rồi cái này biết rồi, biết nãy giờ rồi. Bấm bấm L3 để chạy. Chúng ta dí thằng nhóc rồi hả? Ồ, ngày đầu đi săn với ba cũng vui phết đấy chứ. Chúng ta dí được một con Strider. Và ổng thì ổng dí được một con Watcher. Ồ cũng hay. Ê, mình bắt đầu mình thích cái trò này nữa. Craft rồi kiểu cũng không khó lắm. Mà bắn thì mọi cái cảm giác nó bắn đã thiệt. Bắn phẹt á, một cái. Nhưng mà có máu nha, mấy con này nó kiểu giống như mấy game mà rời vệ sinh ấy kiểu. Gì đóm 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 mà. Ủa, sống tiêu rồi. Wow. Bấm R3 để vô focus mode. R1, bấm R1 để làm sáng cái đường đi mà nó đi. Ôi, con đang đứng trước mặt mình đây. Nó sẽ đi vòng vòng, mình nghĩ là vậy. Để coi là mình có lẻn qua được con này không, nó kêu là lẻn tới chỗ mà của thằng nó đang đi. Hết hồn. Tưởng nó quay lại thấy bạn. Để coi. Để coi mấy con khác như thế nào rồi. Để cho con này đi qua cái là chúng ta sẽ đi qua. Tại cái đường đi của con này nó phải đi nguyên một cái vòng kia nó mới tới được. Còn con này nữa. Nó muốn đi con này nó sẽ quay ngược lại bên trong nhưng mà nó đang nhìn cái hướng của mình. Mấy con này nó chỉ gặm cỏ thôi sao đó. Còn mấy con bên này, ý là mình nói mấy con bên này nó chỉ gặm cỏ thôi sao đó. Hết hồn. Tưởng nó quay lại cái thế bà. Lượm cái nhẹ coi. Có mấy con di chuyển này thôi. Còn mấy con thì không di chuyển nhưng mà con nghĩ nó để ý mình đâu ha. Almost there.
Wow, nếu mà cái con mắt nó đánh, cái hình con mắt này mà nó đóng lại á, là tức là mình đã vô cái vị trí an toàn rồi, và nó sẽ không phát hiện được mình, nó không thấy được mình. Còn như nào mở mắt thì cái hình phía trên là mình sẽ thấy là nó sẽ chỉ mức độ mà bạn bị phát hiện như thế nào. Không biết con này có quẹo lại không ta. Hết hồn. Nó nhướng đầu lên cái là mình hết hồn. Hết hồn thì chứ. Nhìn cái con này là mình liên tưởng tới đủ kiểu ha. Con này là mình liên tưởng tới mấy con kiểu như con gì đó, mấy con lương này nọ mà nó không có hai chân, nhìn khủng long thì cũng không giống nữa. Con khủng long là nhìn nó hài như con này không? Nhìn nó tục tục xấu quá. Giờ cho tôi phải lẹn qua càng nhanh càng tốt, tại là cho tôi một khoảng thời gian ngắn cho tới khi nó đi. Nhóc rồi. Khỏe không nhóc? Hey. What? How is this? Lẹn tới chỗ nhóc này an toàn rồi và chúng ta phải đi về nữa. Let the boy to safety. Tới chỗ bố hả? Không, chúng ta không tới chỗ bố mà chúng ta quay lại chỗ khác thì phải. How are you doing this? Nó cũng đang tự hỏi là tại sao mình có thể làm được chuyện này. Đang đang đi theo hướng bên này và nó sẽ dọn ngược là bên đây. Ủa chỉ được cũng hay chứ. Lúc mà mình nhìn theo nó sẽ hướng dẫn cho mình cái hướng đi của con này, nó cụ thể hơn là nó đẩy theo hướng đi á. Chúng ta tiến hành qua đây luôn. Mother bless that girl. Bless you both. Boy! She saved me. I just wanted... Boy! Seal your lips! They are outcasts, both. And she is motherless. Come now. Back to Mother's heart. Boy should not have spoken to us. It's against tribal law. We'll go home now. Follow. I know the way. Ok, và chúng flashpoint of moments of emotional choice. Những cái chỗ như thế này nó sẽ cho chúng ta cái cách mà chúng ta thể hiện cái cảm xúc của mỗi người và cách bạn chơi như thế nào và cách... Ồ, mình chưa đọc xong nữa. Aim for his head, drop the rock, knock the rock from his hand. Chơi cái đậu luôn. Mẹ bà, tao ghét mấy thằng này. Aloy, we cannot. Children, away from there. Back to picking berries. You're bleeding.
Let me have a look. Here, hold still. I'll get it. Why? Why am I an outcast? Aloy, this is not the time. Who was my mother? Aloy, I've told you before, that's not for us to know. You were just a newborn when the Matriarchs brought you to me. So the Matriarchs, they know? It's not so simple. But they know. Aloy, we are outcasts. So how do I make them tell me? The Matriarchs? There is a way, perhaps. So tell me. It would be dangerous. How? It would take years of training. I don't care. How do I do it? Tell me. The proving. The tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves. But to the one who wins, the Matriarchs grant a boon. A boon? Yes, whatever the winner wants. Then I'll do it. Whatever it takes, I'll win the proving. I see. We'd best get started then. Your training will be hard, and it'll take years. Start training? Yes. Follow. Rost? 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 Where is he? 2 days before the proving and he goes off without me? He wouldn't do that. Ok, và chúng ta đã lần đầu qua và có lẽ là mình sẽ tạm dừng ngay tại đây. Và hẹn gặp bạn trong những tập tiếp theo của tựa game này, và mình sẽ ra đúng theo một cái lịch là có thể là sẽ vào mỗi sáng mỗi ngày, và tức mình cũng sẽ đảm bảo cho bạn là mỗi ngày sẽ có một tập và trong những ngày tiếp theo, và mình cũng rất là thích cái tựa game này. Ok, mình tạm dừng cái này để có thể là cái đăng up sớm nhất trong ngày. Hôm nay cũng là 28 tháng 2 rồi, và trên dự kiến của Facebook của mình là 29 tháng 2.
Nhưng mà chúng ta đã có cái dự kiến sớm hơn cả lịch trình mà chúng ta đã đưa ra, có một cái bước tiến khá là lớn đối với bản thân mình và đối với những người xem của mình. Những người nào đã quan tâm theo dõi mình trong khoảng thời gian qua thì với cái tập này đầu tiên của mình cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ mình với khoảng 200 like ít nhất có thể. Và xuyên suốt một cái series chúng ta sẽ vừa còn được một cái sự ủng hộ của các bạn lớn như thế trong xuyên suốt chiều dài của cái series này. 200 like mỗi tập cũng không quá là khó. Và mình cũng chỉ mong là mình không có yêu cầu, tại vì cái đó giống như là một cái mức định hướng của mình để có thể là kiểu như theo dõi là xem người theo dõi mình theo dõi cái nội dung mà mình đưa đến một cách mà hiệu quả nhất có thể. Và mình cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ mình, chia sẻ, like và share cho mọi người cùng biết cái channel của mình và bấm subscribe nếu bạn nào thích những video clip của mình. Và trong những thời gian tới mình vẫn đang theo hướng một cái hướng chuyên nghiệp hơn mà như bạn đang thấy từ trước giờ, mình cũng đã theo cố gắng theo đuổi và cố gắng sẽ vẫn giữ vững với cái niềm đam mê và cái tâm huyết của mình vào những cái tựa game như thế này và quay game chất lượng nhất có thể và sớm nhất có thể. Mình có thể đảm bảo với bạn điều đó, sớm nhất có thể so với những người khác và với những game mới như thế này. Và lịch trình sắp tới của mình có thể là những tựa game tiếp tục, chúng ta sẽ tiếp tục với Rainbow Six, rồi tháng 3 mình sẽ có chính thức Ghost Recon Wildlands, quay cốt truyện luôn. Và mấy bữa nay mình cũng đã quay cái kia rồi, cái beta rồi, thì giống như ngày tiếp theo các bạn vẫn sẽ gặp một số tập của beta, một cái bản review chính vì trước khi mà ngày ra mắt chính thức của game. Và tháng 3 có lẽ chúng ta sẽ có Ghost Recon với Mass Effect Andromeda nếu như mình có thể xem xét lại. Tháng 4 thì chúng ta sẽ một số game khác và lúc đó mình sẽ báo sâu và những cái walkthrough sau các bạn sẽ biết. Và cảm ơn các bạn đã xem qua và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể. Hẹn gặp các bạn trong những tập tiếp theo của Horizon Zero Dawn.